Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Đổi răng sứ cũ lấy răng sứ mới tiết kiệm 99,9% của nha khoa Hân Tâm. Và đến với nha khoa ngày hôm nay đó là chị Thảo đã hoàn thiện nụ cười của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi cùng với chị nhé. Dạ, em xin chào chị Thảo. Chị Thảo ơi, mình có thể giới thiệu đôi nét về bản thân chị cho tất cả mọi người ở đây được không ạ? Mình tên là Thảo, năm nay thì mình 32 tuổi. Thì mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì được biết đến qua một người em đã mới làm luôn á. Mới làm cái răng sứ tại nha khoa Ân Tâm. Thì em đã khuyến khích mình đến đây và thay đổi cái răng cũ để lấy cái răng mới. Thì thật sự là mình rất tự tin. Thì bởi vì có người nhà mình đã làm ở đây, thì thật sự là mình rất là tự tin khi đến tham gia cái chương trình này. Chị có thể bật mí cho mọi người rõ hơn là chương trình này là chương trình như thế nào không ạ? Sự phải nói là rất là ý nghĩa luôn, bởi vì những chị em nào mà giống như mình đã từng làm răng sứ rồi, hoặc là có một cái form răng mình chưa được hài lòng, cái màu sắc răng chưa được hài lòng, thì mình hãy tự tin đến đây để mình thay đổi. Ví dụ mình có bao nhiêu cái răng mình muốn cải thiện, các bạn có làm răng sứ ở đâu đi chăng nữa thì đều có thể là đến đây thực hiện được hết, không giới hạn luôn. Mình cũng rất là bất ngờ, nhưng mà khi em của mình làm ở đây thì được những cái bạn nhân viên tư vấn, thì em về em cũng đã trải nghiệm lại với mình, thì thật sự là mình rất là cảm thấy tự tin. Thì mình đến đây mình làm thì thật sự là như vậy luôn. Thì cho em biết luôn là cái tình trạng răng trước đây của chị Thảo như thế nào ạ? Mình trước đây mình làm thì cái form răng cũ của mình rất là ngắn, thì khi làm lên thì nó cũng cải thiện cũng không có được nhiều, và cái màu sắc răng thì nói chung là mình cũng chưa được hài lòng lắm. Thì khi mà thấy có một người em của mình đã mới thực hiện vừa tuần trước luôn á, thì về mình cảm thấy là mình rất là thích luôn. Thì giống như là cũng là một cái động lực rồi, nhưng sẵn cái dịp giống như là cái may mắn của mình, thì mình cũng thấy, nói chung là cũng ham lắm. Tại vì thấy cái răng của em của mình rất là đẹp, cái form răng rất là đẹp, màu sắc thì cực kỳ tự nhiên, thì mình cũng muốn đến đây. Thì mình lúc mà khi mà mình đến đây á, thì mình cũng nghĩ là nếu mà thay người ta sẽ ví dụ như tính thêm phần trăm hay gì đó, nhưng mà thật sự là khi đến đây thì mình không có mất thêm một cái chi phí nào hết trơn á. Vậy thì cái dòng sứ mình được thay đổi là dòng sứ gì vậy chị Thảo ạ? Dòng sứ mình được thay đổi là dòng Secom. Cái này là chị có tìm hiểu về cái dòng sứ này chưa, hay là mình thấy em mình làm rồi mình chọn cái dòng này thôi? Thật sự thì mình cũng đã có tìm hiểu về cái dòng sứ này, và với lại mình cũng thấy cái răng của em mình thì thật sự là rất là đẹp luôn. Từ cái form răng cho tới màu sắc răng thì thật sự phải nói rất là đẹp, cho nên là mình cũng quyết định mình làm y chang vậy luôn. Thì chị Thảo ơi, thì cái quá trình mà thay sứ như vậy thì mất nhiều thời gian không chị? Thật sự thì không mất nhiều thời gian. Thì lần đầu á, thì những bạn nào đã làm răng sứ rồi thì mình chỉ đến đây á, thì mình tháo cái răng cũ ra rồi mình đo lại form răng. Và lần thứ hai á, thì mình đến là mình có cái răng để mình gắn vô gắn tạm. Thì khoảng lần thứ ba là ngày hôm nay nè, mình đến đây làm kết thúc luôn. Cái quá trình mình đi lại cũng ngắn đúng không chị? Rất là ngắn luôn, không có nhiều. Thì chị cảm nhận như thế nào về hàm răng mới này ạ? Mình rất là hài lòng luôn. Mình hài lòng từ cái form răng nè, cho đến là cái màu sắc răng. Và thật sự là mình, cái điều mà hài lòng nhất á, là những cái bạn nhân viên, những cái đội ngũ như bác sĩ nè, những người đã thực hiện cái chương trình này, làm cho mình, nói chung là mình vừa hài lòng về cái hàm răng của mình, mà mình vừa hài lòng về cái cách phục vụ và những cái tận tình nhất. Thì thật sự là mình cũng cảm ơn các bác sĩ đã thực hiện, và những bạn trong cái thực hiện cái chương trình này đã giúp cho mình thay đổi hoàn toàn. Chị Thảo ơi, thì ngày hôm nay mình đã là vị khách hàng thực tế, mình đã đến cái bước cuối cùng là ngày hôm nay gắn răng hoàn thiện rồi, thì chị Thảo cảm nhận như thế nào về chương trình ạ? Cái chương trình này thật sự là rất là ý nghĩa nè, vừa tiết kiệm, vừa giúp mình có thể là thay đổi một cái nụ cười mới, mình tự tin hơn. Thì mình cảm thấy cái chương trình này thật sự rất là nhân văn. Còn nếu mà qua quảng cáo thì thật sự là rất là hoang mang, mình cũng phải suy nghĩ lại. Nhưng mà thật sự là mình đến trải nghiệm rồi thì mình mới cảm nhận được là cái chương trình này là đúng như là những gì mà cái nha khoa Ân Tâm đã gửi đến, cái ông dùng gửi một cái thông điệp đến cho mấy bạn vậy đó. Tuy là chương trình làm miễn phí hết 99,9%, nhưng mà thật sự thì từ nhân viên cho tới đội ngũ bác sĩ, thì những người thực hiện cái chương trình này á, thì rất là tận tình đối với mình. Mình cảm thấy nó rất là vui và rất là ý nghĩa luôn. Và mình muốn lan tỏa cái sự
thay đổi cái nụ cười mới đến cho tất cả các bạn. Thì mình cũng khuyên chân tình, nếu mà bạn nào đang có thật sự mà muốn thay đổi răng thì hãy tự tin mạnh dạn giống như mình mà đến đây. Vâng, và em chắc chắn rằng tất cả các bác sĩ của nha khoa An Tâm cũng rất là vui vì ngày hôm nay lại mang đến một nụ cười tự tin một lần nữa cho vị khách hàng của chúng ta, đó là chị Thảo. Và hy vọng rằng chị Thảo sẽ cười thật tươi y hơn với nụ cười mới ngày hôm nay nhé. Và mọi người ơi, thì nha khoa An Tâm cũng đang có chương trình đổi răng sứ cũ lấy răng toàn sứ mới, tiết kiệm đến 99,9% dành cho tất cả mọi người. Thì chúng ta có thể là đăng ký tại nha khoa An Tâm để một lần nữa có được nụ cười tự tin giống như chị Thảo ngày hôm nay. Và xin được nói lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của nha khoa An Tâm.